Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Bếp Nhà Trân. Cả nhà ơi, hôm nay Trân sẽ đi review một cái quán mì gõ. Thì Trân rất là ghiền ăn mì gõ. Thì Việt Nam mình đa số là nhiều người thích ăn mì gõ, hủ tiếu gõ lắm. Trân có biết một quán ở cũng là khu Bel Air luôn, mà bên cái bên khu khu Tàu á, khu Chinatown á. Xin mời cả nhà cùng đến đó thưởng thức với Trân nha, để Trân review coi cái quán đó nó như thế nào. Cả nhà ơi, Trân đang trên đường lái xe ra tới chỗ mì gõ. Thì từ nhà Trân ra đó thì cũng giống như là Trân đi mấy chỗ khác, đa số là khoảng 25-30 phút. Thì Houston mình bây giờ nhiều nhà hàng lắm cả nhà, nhiều nhà hàng ngon. Theo như Trân ăn nha, theo cái khẩu vị của Trân và vài người bạn quen của Trân thì cảm thấy là đồ ăn của Houston mình bây giờ ngon hơn bên Cali á cả nhà, ngon hơn. Thì tùy đó, tùy khẩu vị mỗi người, nhưng mà Trân thấy vậy. Nhiều năm nay á, Trân cũng không có đi ăn ở ngoài nhiều, Trân đa số là nấu ở nhà. Chắc cũng lớn tuổi hay sao, Trân cũng chưa phải già, chắc tuổi mình bắt đầu lớn thì Trân không ăn ngoài nhiều. Con Trân thì nó thích, thì mỗi weekend là nó đi ăn với bạn bè, nhưng mà Trân thì hầu như 7 ngày ăn ở nhà luôn, 7 ngày tuần. Thì bây giờ Trân làm YouTube rồi thì cũng phải đi, thì Trân cũng là kênh của Trân là để là Bếp Nhà Trân, thì Trân cũng chuyên nấu ở nhà nhiều, nhưng mà cũng có nhiều anh chị cô bác gì đó vô comment nói với Trân là em ơi chị ơi, đi review thêm chỗ này chỗ kia đi cho mọi người cùng xem. Thì Trân bây giờ bắt đầu sẽ đi review thường xuyên để cho cái kênh của Trân á nó đa dạng hơn, nó phát triển hơn, và mọi người xem á nó cũng đỡ buồn chán hơn. Tại vì cứ mình cứ nấu ở nhà ăn hoài á, mình cứ nấu rồi, cái này áo mình cứ nấu ở nhà ăn hoài á, thì đến lúc coi riết thì cũng chán. Cho nên là bây giờ cậu Trân cũng may mắn là có được đứa con trai, nó lúc nào cũng có thể đi với Trân, chứ thật sự một mình đi review cũng khó lắm cả nhà, không ai quay giùm mình á. Thì hai mẹ con sẽ cố gắng đi quay nhiều cái video good hơn, vui hơn, và giới thiệu cho cả nhà biết được nhiều chỗ hơn về cái Houston này. Thì Trân biết có nhiều người anh chị gì cô bác cũng có làm vlog ở Houston mình lắm, nhưng mà thì Trân cũng cố gắng, thật sự là Trân chưa có chuyên nghiệp đâu, Trân cũng mới bắt đầu thôi. Thì hy vọng là cả nhà xem ủng hộ hai mẹ con Trân và cho Trân xin ý kiến comment gì đó, hoặc là lâu lâu cả nhà có thể nói Trân ơi, anh chị thấy cái chỗ đó ok nè, em cứ đi thử đi. Thì cả nhà cứ comment cho Trân ý kiến, nếu mà Trân cảm thấy thích hợp và có thời gian tiện á là Trân sẽ đi quay cho cả nhà cùng xem nha. Và bây giờ Trân bắt đầu lái xe tiếp, thì đi đến đó rồi bắt đầu Trân sẽ quay review cho cả nhà cùng xem nha. Giới thiệu với cả nhà nha, cái đoạn đường này là đường Bel Air ở Houston, thành phố Houston. Thì nguyên cái đoạn đường này, cái đoạn này đây Trân đang lái nè, đang chạy ngang nè, là cái đoạn này là những cái cửa hàng business, nhà hàng, chợ, là khu Việt Nam của mình. Cái đoạn này đi lên cỡ 3 cái ngã tư, 4 cái ngã tư nữa đó là sẽ đến cái đoạn Chinatown của bên khu Tàu, phố Tàu. Nguyên cái con đường này cả nhà cứ chạy một dọc đi, cái gì cũng có hết trơn, chợ búa, mấy chỗ dịch vụ gửi tiền, khai thuế, cái gì cũng có hết cả nhà.
thì mình đi qua phía bên kia thì bên Chinatown nó cũng vậy đó, là mà bên đó cho khu bên người 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 Tàu, thì bên đó nó cũng có đủ thứ dịch vụ hết, chợ, nhà hàng, mà bên đó khu Chinatown thì nó đông hơn, nhà hàng với mấy cái khu building nó đông hơn, nó lớn hơn bên khu Việt Nam mình chút xíu. Nha, bây giờ mình vừa đi ngang cái đoạn đường freeway này đó là bắt đầu qua phía bên đây là khu Chinatown đó, hai bên dày đặc luôn, dài xuống dưới đó. Bên đây là chợ Esmart, chợ Hàn Quốc đó, bên đây là nguyên một cái khu building. Con chân nó hay thích đi qua đây vòng vòng để uống boba trà sữa đồ này nọ đó cả nhà, đó đầy hết hai bên. Cái khu tàu này nó vui hơn bên khu Việt Nam mình, khu Việt Nam mình thì 8 giờ 7 8 giờ là mấy cái nhà hàng nó bắt đầu đóng cửa rồi cả nhà. Bên khu Việt Nam mình thì không có mở khuya, mà bên đây mở khuya hả bạn? Bên đây thường nó mở khuya tới mấy giờ con? Có nhiều chỗ Bên đây thường nó mở mấy quán ăn mà trễ nhất là 2 tới 3 giờ sáng. 2 3 giờ sáng luôn, còn khu bên Việt Nam mình thì ít Tùy lắm. theo lượng khách. Tiệm mì gõ rồi cả nhà ơi, mời cả nhà cùng vào xem với chân nha. Ủa, đóng cửa vậy? Mì kéo cửa mạnh. Ok. Ôi ôi sao nặng dữ vậy? Ôi ôi sao nặng dữ vậy? Yo. Thank you. Đây là menu của quán mì gõ nha cả nhà. Đây, mì gõ, hủ tiếu gõ. Ở đây là có mì gõ nha cả nhà, hủ tiếu gõ, mì gà, hủ tiếu gà, mì chay, hủ tiếu chay. Thì cái giá tiền nó nằm đây này cả nhà. Rồi đây là nước. Rồi. Bây giờ Trân sẽ order. Có án gì? Hủ tiếu mì khô. Rồi mắm mì ăn hủ tiếu mì nước. Ok. Đây dễ đường cả nhà. Đây là Trân order thêm cái mì. Ở đây người ta không có bán hủ tiếu mì chung mà là bán riêng, còn mình phải order thêm một phần mà không biết ăn hết không, kệ đi. Xin cái chén chấm đó. Ồ, của ông con trai Trần có lòng nè, trứng lắm, trứng da lòng nào mì khô quá con. Dạ mì khô. Con có thấy sao mấy đêm mắm mì không ngủ mắm mì khác không? Hả? Hả? Ăn mới review nha. Thank you.
review. Mừng quá ha, bữa giờ bánh mì mới cho đi ra ngoài ăn hả? Chân nấu nhà riêng mà nó sợ luôn á cả nhà. Chân nó không có dở đâu, hơn ngoài quán đâu nha. Nhưng mà con nít mà tụi nó thích ăn ở ngoài. Cái này để đợt này ăn đỡ bị ngọt. Cái này nấu ngon. Có mấy lần chân ăn nó bị ngọt. Nó hơi bị ngọt. Mà hôm nay nấu ok. Sát cho tôi luôn. Rồi, vô chén chấm nè. Tới gần luôn. Quá nha. Rồi, hết chưa? Giống Việt Nam sắc không cả nhà. Miếng thịt mỏng. Mỏng giống Việt Nam mình là hủ tiếu gõ sắc. Rồi chân sẽ chấm cho miếng nước tương. Mới nhớ Việt Nam. Thì dị ứng đó cả nhà, dị ứng thịt tí. Nhưng bữa nay đi ăn tôm mì gõ là hủ tiếu gõ là thấy ngon mà. Cái này miệng chân lạc nhất à. Ăn này chứ gì? Ô nè. Giờ ăn chung. Con đói chưa không? Dạ không, con nói mì sáng giờ ăn có trái chuối á. Cái gì cho ăn có trái chuối? Còn sáng ăn 2-3 đũa bún bò hôm qua. Cái gì 2-3 đũa? Tôi cũng share ra 3 đũa.
nửa tô à, hôm qua anh Thay ăn trước nửa tô à. Lúc chân mới bắt đầu quay vô chứ chân cảm thấy rất áp lực, tại vì thật sự chân không biết bắt đầu từ đâu, áp lực bắt đầu quay tới đây vẫn còn ấy, cả nhà vẫn còn chút xíu để có nhiều cái mình phải học thêm. Không ai mà tự nhiên một bước bước lên lên tới được bậc thang cuối cùng đâu, mình phải học hỏi. Thì hôm bữa giờ chân quen ở nhà thì bắt đầu cũng quen rồi nhưng mà mình không có thể nào tối ngày quay ở nhà hoài vậy được. Thì cũng có nhiều người vô comment kêu chân quay vòng vòng review này nọ thì ok, thì bây giờ chân bắt đầu quay ở ngoài. Thì bởi vì quay chân cũng đi mấy lần rồi đó, thật sự quay không có được, chân không có đăng lên, mình chưa có quen cái cách quay á, quay coi nhìn nó kỳ, nó không có chuyên nghiệp. Bởi vì mấy ngày nay chân đi ăn ở ngoài nhiều để cho con chân nó quay cho quen. Là mấy ngày nay chân ngưng lại, chân cũng có nấu ăn, không có quay em, không có quay video ở nhà. Chân vẫn đăng video nhiều mà không có quay ở nhà nhiều, chưa ra. Ủa nãy con order xíu quách chưa hỏi luôn đi. Có mì no rồi đó. Nãy nó order đó. Nãy có kêu mà. Đó không? Con kêu chín mà. Ờ mình chắc không. Đầu đâu có kêu đâu. Mình nói mình đổi lên mà. Đợi mà. Ờ dạ. Dạ thank you. Đá lạnh. Thường bên đây á, mình đi vô quán mình uống nước trà đá là tính 2 đồng. Mà mình uống nước lạnh với uống nước không nước ấm vô bình thường á, là phi không có tốn tiền. Bảo làm mắt lén cái kìa. Có vị rõ tiếp rồi cả nhà. Ăn bạn không hết luôn. Bự hơn mặt chân. Nó uống bộ bà không? Nó mua bộ bà không? Không hả? Rồi chân ngâm, chân đang xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ là chân xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã theo dõi hết kênh YouTube, hết video của chân và con trai của chân. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà đi con.